Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn, mình mới về được con âm ly có model là Luckman LX33. Đây là dòng âm ly đèn rất nổi tiếng đến từ hãng Luckman Nhật Bản, được thiết kế mặt nhôm phay xước màu trắng. Máy mình về tình trạng còn nguyên zin rất đẹp, các bạn nhìn mặt nấm tất cả các cạnh là còn rất sáng rất mới, chữ nghĩa là còn đầy đủ và như mới nha các bạn. Dòng âm ly đèn Luckman LX33 được sản xuất vào năm 1979, made in Japan, sản xuất tại Nhật, điện 100V và có công suất tiêu thụ là 180W. Đây là dòng âm ly chạy thuần lát A nha các bạn, đánh được một cặp loa phù hợp, loa có trở kháng từ 4 tới 16 ohm. Nếu loa của các bạn có trở kháng 4 ohm, công suất ra mỗi loa là 30W. Nếu loa của các bạn có trở kháng 8 ohm, công suất ra mỗi loa là 25W. 25W dành cho lát A là rất lớn nha các bạn, nên các bạn có thể ghép được những dòng loa cấp bass từ 30cm đổ lại đánh rất tốt. Chất âm của dòng âm ly đèn Luckman LX33, tiếng bass mềm sâu, mid treble sáng ngọt ngào chi tiết, phù hợp nhạc trữ tình, bolero, nhạc vàng, cao tiết hòa tấu, những dòng nhạc tiết tấu du dương nó thì rất tốt nha các bạn. Các bạn cũng có thể mua con Luckman LX33 này về ghép những dòng âm ly cổ, những dòng loa cổ, những dòng loa đồng trục toàn giải vậy đó, những dòng JBL Pioneer, nó thể hiện rất tốt nghe các bạn. Chất âm của nó rất quyến rũ, ngọt ngào, được thiết kế các bạn nhìn rất bắt mắt, rất sang trọng ha. Ở đây ở giữa đây có một cái chữ Luckman, ở đây model LX33, ở đây đèn nguồn, ở đây nút nguồn, ở đây tất cả ngõ vào có phono, aux tuner và đường monitor 1, monitor 2 ha. Hiện tại đang kết nối ngõ aux. Rồi, các chữ nghĩa ở dưới còn rất sáng các bạn. Với kích thước chiều ngang là 45cm, cao 15,8cm và hậu sâu là 32,5cm và máy nặng 19kg. Đầy đủ các tinh chỉnh như là ba lăng, bass, treble, phono, đĩa thang nghe các bạn. Rồi được thiết kế rất bắt mắt, rất sang trọng. Ở trên của nó là sẽ có một lớp lưới ha, nó bao xung quanh. Có lỗ thoáng rất nhiều, nó nhằm thoát nhiệt, vì những dòng âm ly đèn thì nó tỏa nhiệt rất lớn ha các bạn ha. Nên nó làm lỗ thông thoáng là để thoát nhiệt nhanh. Rồi mình quay mặt sau trước cho các bạn xem luôn. Nhìn tổng thể mặt sau con này là các bạn nhìn rất mới nè các bạn. Tất cả ngõ rời xa. Đây điểm tiếp mát, phono, aux tuner, tép 1, tép 2, red play. Còn rất sáng, rất mới nha các bạn. Đó, ở đây có đường rìa out và đường main in. Các bạn có thể rút cầu chỗ ra, các bạn có thể sử dụng như một cái rìa, một cái bao. Đánh được một cặp loa phù hợp, loa có trở kháng từ 4 tới 16 ohm. Thông tin là LX33 Luckman Corporation Japan ha. Dòng này sản xuất tại Nhật, Luckman IC 100V và 180W, số series 1304, dây nguồn zin và dây nguồn dính rất mềm rất to. Ở đây có một IC LED với total là 850W. Những đầu CD giải mã lọc xì sử dụng điện 100V, thậm chí sub luôn, các bạn đưa đây cho đỡ lòng thòng dây ha. Còn rất đẹp các bạn, đít mặt sau rất bóng ha. Rồi sẵn mình mở nội thất cho các bạn xem luôn nè, chờ mình. Nắp của nó là trên là còn nguyên zin nguyên bản, nắp còn rất đẹp nghe các bạn. Đó, nên được làm những ô thông thoáng, tất cả còn không bị cứng móp hay không chảy xước nha các bạn. Rồi nhìn vào tổng thể là các bạn xin con này đập vào mắt các bạn sẽ thấy 3 tăng vô nè ha, bởi nặng lên đến 19kg là vậy đó các bạn. Bao gồm bên phải lịch có 2 tăng vô chính là Warren ha, một tăng vô. Đây là bao mạch công suất, đầu ra nó nằm trong hộp nè, riêng biệt nè. Đập vào mắt là các bạn sẽ thấy lịch bên trái là có 4 bóng công suất nghe các bạn. Nó sử dụng 6 xe A7 L34 nghe các bạn. Đó, rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn. Rồi, ở đây sử dụng 3 tụ lọc nguồn nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? 2 tụ lớn và 1 tụ trung ha. Rồi, ở đây là sẽ có 4 bóng rề nè các bạn. Yeah. Bên này sẽ có 2 bóng 12 AU7 dành cho phono, 1 bóng lái. Đó. Và 4 bóng rề. Sử dụng là 12 X7 nghe các bạn. Đây các bạn. Tất cả còn nguyên zin rất đẹp. Các bạn nhìn tổng thể sườn sắt ở trong còn rất mới ha. Dù nó được thiết kế màu hơi nâu đen. Ở đây bo mạch tín hiệu phần rề, các chiếc áp nè. Còn rất đẹp, rất mới các bạn.
được sản xuất vào năm 1979 tới nay, được như vậy là đẹp xuất sắc ngay các bạn. Rồi, rồi sau đây mình mời các bạn nghe thử một đoạn thưởng thức về chất âm cái dòng Luckman LX33 mình mới về nha bạn. Đây volume nha. Mình xin thông báo đến các bạn, con âm ly có model là Luckman LX33, mình về tình trạng còn nguyên zin và rất đẹp nha các bạn. Máy bán ra mình vẫn bảo hành cho các bạn 3 tháng. Máy về tình trạng là mặt còn rất đẹp nha các bạn. Ở đây có một vết xước lông mèo nhỏ nha các bạn. Mình vẫn để nguyên zin bản, nó xước nhẹ, xước rất là cạn. Vì vậy cái giá mình bán nó rất tốt nha các bạn. Đó, các bạn mình quay cận cảnh cho các bạn xem luôn đó. Đi xước nhẹ còn lại là xinh đẹp xuất sắc, không có trầy xước điểm nào khác ngay các bạn. Máy bán ra mình cam kết hoạt động hoàn hảo, không u xì, không rột rè tất cả các chức năng. Các bạn nhìn volume đó, không rột rè, không u xì nha bạn, hoạt động rất tốt. Mình bán ra với giá rất tốt, chỉ là 18.900.000 đồng, mình bao ship toàn quốc nếu bạn nào thanh toán đủ. Còn bạn nào cốt mình không bao ship. Giá này là rất tốt dành cho một con âm ly, cũng còn tương đối rất đẹp. Cái quan trọng là nội thất con này còn rất sáng, rất mới, hoạt động hoàn hảo. Bạn nào có nhu cầu gọi mình số điện thoại 0903 747 111. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt.